Hi mọi người, mình là Lộc. Hôm nay là ngày up của mình, cho nên mình quyết định mình sẽ tìm một nơi nào đó để thư giãn và mình lựa chọn Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên không chỉ là một nơi để cho mình đến để mình ngắm các loài thú, ngắm các loại cây, mà là còn một nơi để cho mình đến thư giãn cuối tuần nữa các bạn. Mời các bạn cùng đi theo chân mình nha. Thảo Cầm Viên hiện tại có khoảng 590 con thú thuộc khoảng 125 loài. Thực vật có khoảng 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan, 33 loài xương rồng và 34 loài bonsai, là một nơi bảo tồn động vật, thú quý hiếm đứng thứ 8 trên thế giới đó các bạn. Thảo Cầm Viên có hai cổng để vào. Cổng chính nằm ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, các bạn đi xe hơi có thể đến gửi xe hơi tại đây, có bãi gửi xe rất là rộng. Ngoài ra còn có một cổng ở số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần cầu Thị Nghè, dành cho các bạn đi xe máy thì cổng này rất là nhiều người đi. Bây giờ mình sẽ ghé chuồng của mấy con voi cho các bạn xem nha. Mấy con voi ở đây thì được nuôi chung với nhau hết. Nó có những cái mái nhà người ta xây ra từng ô cho từng con ở đó các bạn. Phía hàng rào bên ngoài có những cái hàng dây kẽm, không biết là mình không có biết là những sợi dây điện để cho nó khỏi thoát ra hay sao đó các bạn. Mà mình nhìn mấy con voi này có vẻ là rất là hiền nha. Tạm biệt mấy chú voi, mình sẽ đến cái chuồng của những con hươu cao cổ. Chuồng hươu cao cổ rất là rộng nha, và có những cái nhà to để cho những chú hươu đi vào đây ở. Các bạn có thể thấy không, cái nhà cho những con hươu cao cổ nó cao gấp 2, gấp 3 lần những cái nhà của người mình ở luôn nha. Những chú hà mã lùng. Những chú hà mã lùng là những loài động vật mà đang được bảo tồn đó các bạn. Nó còn có số lượng cá thể của tụi nó rất là ít. Những con hà mã này rất là mắc cười nha. Hàng ngày tụi nó cứ ngâm mình xuống nước, sau đó lại lên bờ, sau đó lại xuống nước nữa. Đây là con hà mã bự. Ôi. Sao tụi nó phá xuống nước quá em. Ở dưới mặt nữa. Đây là chuồng của mấy em dê. Thường thì những ngày mà đông khách á, các cô chú ở đây sẽ mở chuồng ra cho chúng ta đi vào cho những em dê này ăn. Nhưng hôm nay rất là ít khách cho nên bọn dê nó chui vô trong cái nhà, nó ngủ hết rồi. Còn có vài con đứng ở ngoài nó nhìn mình thôi.
Trong đây hoành tráng nhất là chuồng của mấy em khỉ. Chuồng rất là to nha, to như một cái lâu đài luôn á. Trong đó có rất là nhiều loài khỉ, vọc, đười ươi các kiểu. Nó đang ngồi nó nhìn nè. Con khỉ này đầu đen thôi á. Ở đây có một em khỉ, à không, là một em vọc thoát khỏi chuồng. Không biết tại sao nó thoát khỏi chuồng được. Nó ăn cắp trái cây của một bé nhỏ. Bé đang đứng sau lưng mình đang khóc nè. Có một con khác chuẩn bị ra thoát ra nữa kìa các bạn. Các con thủy lại ra ngoài con thủy. Có những nó chừng giật đồ á chị. Mấy em khỉ này mình đưa tay ra tụi nó sợ mình hay sao, tụi nó không chịu giao tiếp với mình. Đây là tên trộm đã ăn cắp miếng xoài của một bé sau lưng mình. Bé đang đứng sau lưng mình và đang khóc, còn anh ấy ăn rất là ngon miệng. Những cái con vọc ở đây nó cái thân hình nó khá là nhỏ. Những cái thanh của cái chuồng nó có thể lách qua, nó chui ra đây nó ăn, sau đó nó sẽ chui ngược lại chuồng chứ nó không có đi luôn nha các bạn. Ôi hay quá hả? Nó chui vừa luôn kìa, nó chui vừa cái lỗ luôn rồi. Đây có con công nè. Bên trong đây là cái khu nhà lồng dành cho các loài bướm. Trong đây người ta sẽ trồng rất là nhiều hoa để cho thu hút các loài bướm. Ở trong đây rất là nhiều sâu nha các bạn. Các bạn nữ đi rất là cẩn thận, bởi vì những con sâu này rất là ngứa nha. Không thấy con bướm nào hết chị, à có chị. Bướm rất là nhỏ, quay rất là khó nha mọi người. Trong đây rất là nhiều khu, mình có thể đi ngoài mình tham quan những cái loài động vật, mình còn có thể tham quan các loài cây kiểng, các loài phong lan. Ở trong đây có một vườn cây kiểng và vườn phong lan rất là đẹp nha. Cho những người nào yêu thích cây cối, mình có thể vô đây mình chụp ảnh hoặc là tìm hiểu về các loại cây.
giữa Thảo Cầm Viên có một cái hồ nước rất là mát. Thường những ngày nghỉ sẽ có những anh chị hoặc là cô chú nào đó, họ đến đây họ trải những cái tấm bạt hoặc là những cái áo mưa, sau đó họ ngồi ở đây họ ăn với nhau như một buổi picnic. Còn đây là cái chuồng mà chắc chắn các bạn nào vô sở thú cũng sẽ muốn tìm tới, đó là chuồng cọp, cọp Đông Dương. Ở phía khu vực này có hai con cọp, một con cọp màu vàng, và phía xa xa đằng kia mình chuẩn bị tới có một chuồng cọp màu trắng. Hai con cọp này rất là dữ nha, hai con cứ đi qua đi lại như thế này nè, hình như là hai con chuẩn bị giành nhau hay là thể hiện một điều gì đó. Theo mình nhìn ban đầu thì cái con màu vàng nó có vẻ nó hiện hơn cái con màu trắng bên kia. Để mình đi bên kia cho các bạn xem nha. Con cọp màu trắng này rất là dữ nha mọi người, nó đang gầm gừ mình luôn á. Để mình chọc thử cho mọi người xem nha. Đó, mọi người thấy không? Ồ, dữ quá. Thôi. Xem mấy em cọp chán rồi, mình sẽ đi qua đây và ngắm những em cá sấu. Những em cá sấu này nó rất là dễ thương, bởi vì nó rất là nằm yên, không có sung mãn như những cái con cọp phía bên kia. Nhiều người họ nhìn vô đây họ tưởng những con cá sấu này nó là những cái tượng luôn các bạn. Bởi vì trưa nắng như thế này nè, nó nằm im re luôn, nó không cử động gì hết, và cái miệng nó hả ra. Có một anh chị kia bảo là cái này có thể là cái tượng đó. Nhưng mà thật ra đó là những con cá sấu thật. Đợt Covid vừa rồi thì có những cái bài báo nói là ở trong đây những loài thú đang rất là đói hoặc là đang rất là yếu hay không có thức ăn gì đó. Nhưng mà thật ra các bạn đến đây mà xem, các anh chị các cô chú trong đây chăm bọn nó rất là kỹ nha. Con nào con ấy cũng mập lúc hết trơn. Với lại mình là những cái người dân yêu động vật thì mình nên là đến những cái thảo cầm viên như thế này. Giá vé của nó là chỉ có 50.000 đồng cho một người lớn và 30.000 đồng cho trẻ em. Thì những cái giá vé này ngoài mình được tìm hiểu, mình còn có thể là giúp cho những cái con thú này có những cái bữa ăn rất là ngon nha mọi người. Còn tay đó thấy người biết liền à. Còn tay cá vàng. Con này to thế. Theo mình quan sát từ nãy giờ, con cá sấu này là con to nhất trong cái đầm này luôn á mọi người. Nếu ai đã có dịp đến Thảo Cầm Viên thì chắc chắn biết ở phía cổng của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm của Thảo Cầm Viên có một cái bảo tàng lịch sử Việt Nam.
Ở nơi đây có trưng bày rất là nhiều những cái giá trị, những cái hiện vật cổ mang giá trị lịch sử cao đó các bạn. Bảo tàng này có một xác ướp cổ có niên đại lên đến 200 năm từ triều Nguyễn đó các bạn. Ở năm 1994 thì xác ướp này đã được phát hiện trong một ngôi mộ nằm ở xóm Cải, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đã được khai quật và trưng bày ở trong bảo tàng. Mời các bạn đi theo mình tham quan bảo tàng như thế nào nha. Giá vé hiện tại của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam là 30.000 đồng cho một người lớn. Còn bạn nào muốn chụp hình hay quay phim lại thì sẽ mua thêm một vé gọi là vé khai thác tư liệu, là giá là 40.000 đồng nha. Không để mất thời gian của các bạn, bây giờ mình sẽ đi tham quan và quay lại quang cảnh bên trong bảo tàng cho các bạn xem nha. Mình sẽ để shop bên dưới để cho các bạn nào muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam nha các bạn. Thank you.
Thank you.
Sau khi tham quan xong, buổi tối tụi mình sẽ đi ăn. Mình rất là thích ăn bánh canh cua. Ở tập trước mình đã ăn bánh canh cua rồi, tập này mình lại đem bánh canh cua nữa. Sau khi đi ăn xong, tụi mình sẽ ghé một quán cà phê sách rất là đẹp và có rất là nhiều sách. Các bạn có thể vừa đến đây uống cà phê, nhâm nhi, uống rất là nhiều loại nước và đọc sách miễn phí. Trên đây có rất là nhiều tựa sách cho các bạn tìm hiểu nha. Quán cà phê sách này nằm ở đường D5, đối diện trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Mời các bạn đi tham quan cùng mình nha. Để có những thước phim đẹp, mình sử dụng thiết bị iPhone để mình quay phim lại. Và ngoài ra được hỗ trợ thêm bởi chiếc gimbal 20 là gimbal Zhiyun Smooth X. Cái gimbal này rất là tiện bởi vì nó cũng rất là mượt, đầy đủ hết các tính năng. Và ngoài ra nó rất là nhỏ gọn, cho các bạn nào muốn đi du lịch bỏ túi quần rất là vừa nha. Sau khi uống cà phê xong, tụi mình sẽ đi dạo vòng vòng Sài Gòn và sau đó mình sẽ về nhà nghỉ. Cảm ơn các bạn đã xem cái vlog này của mình nha. Vlog đến đây là hết rồi.
các bạn nhớ đăng ký kênh thì mình sẽ quay lại vào thứ bảy tuần sau nhé.